xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với lại channel của Mẹ Tấm. Hôm nay mình chia sẻ với cả nhà đó là một món chay. Cả nhà hãy thêm ngay cái món này vào menu để làm cho thực đơn món chay của nhà mình được phong phú hơn nha các bạn nha. Nhìn những cái túi ba gang phiên bản mini làm từ đậu khuôn rất là bắt mắt đúng không? Bên trong thì mình trộn nhân, mình nhồi vào nấm rất là ngon. Món này ăn cùng cơm nóng thì hết sảy đó các bạn. Mời cả nhà cùng vào bếp và làm món này với Mẹ Tấm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị các nguyên liệu này các bạn. Để làm phần túi ba gang thì mình có 5 miếng đậu khuôn trắng, khổ dài tầm 10cm đó. Phần nhân thì mình cho nấm mèo khô nè, nấm đùi gà nè, nấm rơm, cà rốt, đậu Hà Lan và một ít bún tàu. Ok, mình thực hiện luôn các bạn nha. 5 bì đậu khuôn này thì mình sẽ đi chiên với dầu cho vàng này các bạn. Đậu khuôn mà chiên sẵn rồi thì ngoài chợ có bán luôn nè. Bạn nào tiện thì mình mua cái loại đậu khuôn đã chiên sẵn luôn cũng được. Mình thì mình có đậu khuôn trắng, mình sẽ chiên với lại nhiều dầu một chút. Mình có cho 1/2 muỗng cà phê muối vào lúc đang làm dầu nóng đó các bạn. Cách này thì chiên đậu sẽ không bị dính chảo. Mình cho đậu vào chiên với lửa nhỏ để miếng đậu của mình nó được vàng và giòn từ bên ngoài vào trong. Cứ như vậy thì mình chiên cho hết 5 bìa đậu nha. Sau khi mình chiên đậu xong thì mình đi làm phần nhân để nhồi vào túi đậu. Phần nhân của mình thì gồm có cà rốt, nấm, đậu Hà Lan. Trong phần đầu của video thì mình đã chia sẻ khối lượng cụ thể cả nhà cùng tham khảo. Món đậu khuôn nhồi nấm chay mình làm theo kiểu là trong tủ nhà mình có gì thì mình cho vào đó luôn. Nên là phần nhân của mình sẽ nhiều nguyên liệu và nhiều màu sắc. Các bạn tiện nguyên liệu nào thì mình cho nguyên liệu đó vào nha. Tiếp theo là mình ngâm 10g nấm mèo với nước. Trong lúc mà mình ngâm thì mình cũng đi sơ chế các nguyên liệu khác. Ở đây thì mình có 50g đậu Hà Lan. Đậu này hôm trước mình làm lago chay còn nên là hôm nay mình cho vào trộn cùng nhân luôn. Nấm rơm và nấm đùi gà mình sẽ dùng dao gọt bỏ đi cái phần gốc. Nấm rơm thì mình gọt sơ cái phần gốc thôi nha các bạn. Rồi mình cho vào thau nước, rửa nhẹ sơ qua để trôi bụi đi. Nấm rơm rất dễ hút nước, mình không nên ngâm nấm trong nước quá lâu. Như vậy nấm sẽ bị nhũn và bị mất cái vị ngọt tự nhiên á. Đối với nấm đùi gà thì mình cũng bỏ đi cái phần gốc cứng nha. Và mình rửa qua với nước cho sạch. Mình có sử dụng một cây hành baro, mình đã rửa sạch và cắt nhỏ để tí nữa phi lên cho thơm. Tiếp theo là mình cắt cà rốt thành từng sợi. Và cắt lại cho nhỏ như thế này nè. Nấm mèo sau khi ngâm nở thì mình cũng rửa sạch và cắt nhỏ ra. Sau khi các nguyên liệu của phần nhân đã được cắt nhỏ, cho hết vào tô rồi nè. Giờ thì mình sẽ đi nêm một ít gia vị vào để cho nấm thấm gia vị nha. Mình có nêm vào đây 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh dầu hào, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Rồi mình trộn đều lên cho nấm thấm gia vị. Tiếp đến là mình đi xào cái phần nấm đã ướp, bắt lên bếp một cái chảo. Mình cho vào đó 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn sôi lên thì mình cho hành baro vào và phi cho thơm vàng lên. Sau khi hành baro thơm vàng thì mình cho cái phần nhân vào nè.
đảo đều, xào qua xào lại cho nó chín. Tiếp đến thì mình cũng cho cái đậu Hà Lan vào xào cùng. Mình đảo qua đảo lại cho phần nhân chín, rồi cho ngược ra tô. Lúc này thì đậu khuôn lúc nãy mình chiên đã nguội rồi nè các bạn. Mình sẽ cắt cái phần đầu của miếng đậu đi. Sau khi mình cắt cái phần đầu của miếng đậu thì mình dùng cái muỗng lật lại cái phần cán muỗng á các bạn. Mình sẽ nạo hết, khoét hết cái phần ruột trắng bên trong ra. Cái phần ruột này thì mình cho vào cùng với lại phần nhân nấm đã xào khi nãy. Mình lấy hết ruột ra như thế này rồi nè. Mình sẽ lấy hết 4 phần bìa đậu đã chiên rồi nha. Phần ruột đậu lúc nãy á, mình chỉ lấy một lượng vừa phải để trộn cùng với nấm thôi. Vì tí nữa mình cho nhân vào túi đậu thì mình chỉ cho lượng nhân là 1/2 túi đậu thôi các bạn. Cho như vậy thì mình mới buộc dây đẹp được á. Sau khi phần ruột đậu đã lấy hết ra khỏi bìa đậu thì mình sẽ có những cái chiếc túi vàng đẹp như thế này. Phần ruột mình lấy ra để lại phần vỏ mỏng thì tí nữa mình sẽ dễ buộc dây hơn đó cả nhà. À quên, mình có sử dụng phần hành lá của Baro trần qua với lại nước sôi. Phần hành lá Baro này thì mình để làm dây buộc á. Lá hành Baro này cũng rất là chắc chắn mà còn dài nữa. Tí nữa buộc sẽ rất dễ dàng. Bún tàu sau khi ngâm nở mềm thì mình cũng cắt nhỏ, rồi mình cho vào trộn cùng ruột đậu và nhân nấm. Ok, phần nhân của mình đã xong rồi nè. Bây giờ mình cho vào túi đậu thôi nào. Mình cho nhân vào túi đậu nè. Nhân tầm 1/2 túi đậu như thế này thôi cả nhà. Sau khi cho hết phần nhân nấm vào túi đậu thì dùng dây hành Baro buộc lại thôi. Rất là nhanh chóng, phần túi đậu đã xong rồi nè. Mình đi làm phần sốt và rim đậu là hoàn thành rồi. Bắt lên bếp một cái chảo, cho vào đó là dầu ăn. Dầu ăn nóng lên thì cũng cho hành Baro vào, phi cho thơm vàng lên. Lúc này là mình làm phần sốt. Bạn nào mà làm dư phần nhân lúc nãy thì nhanh tay cho phần nhân đó vào xào cùng để làm phần sốt luôn nha. Nhân của mình thì mình cho hết vào rồi, nên là sốt của mình chỉ gồm có 2 muỗng canh nước tương, 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng cà phê đường, nửa chén ăn cơm nước lọc. Giờ thì đun cái phần sốt cho sôi lên là được. Để phần sốt có độ sánh thì mình đã cho vào đó một ít bột năng hòa tan với lại nước. Cho vào rồi thì mình khuấy đều lên và cho phần túi đậu vào và rim thôi. Phần nhân khi nãy thì mình đã nêm có vị vừa rồi. Bây giờ chỉ cần cái vỏ nó thấm sốt là được đúng không? Món ăn của mình hoàn thành rồi nè các bạn. Mình cho ra đĩa thôi cả nhà ơi. Món này mà ăn cùng với lại cơm nóng á, thì chỉ có hết cơm thôi các bạn. Món đậu khuôn tuy đơn giản nhưng mà với cách làm này thì sẽ giúp cho món ăn trở nên ngon và hấp dẫn hơn. Đối với món ăn này thì mình dùng chay và mặn đều được. Mình có thể thay thế các gia vị bằng gia vị mặn, có thể làm nấm hoặc là thịt bằm cho món mặn. Những túi đậu rất là đẹp mắt. Món này mà có trên bàn ăn thì chắc hẳn ai cũng sẽ trầm trồ. Ok, chiếc video của mình ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây nha. Nếu mà thấy thích thì cho mình một nút like, một lượt chia sẻ để mọi người cùng biết đến. Bấm vào nút đăng ký để tiện theo dõi những cái video mà mình phát lên trong mỗi tuần. Chúc cả nhà thành công với món đậu khuôn nhồi nấm. Bye bye và chào tạm biệt nha. Hẹn gặp lại.